Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong kênh review xe của Haibánh.vn. Và hôm nay không có dài dòng nữa các bạn. Hôm nay mình muốn gửi đến bạn một cái siêu phẩm quay 125mm. Và cái chiếc xe này thuộc sở hữu của anh Đức, một trong những cái chiếc quay mà mình cảm nhận được là nó dọn mang hơi hưởng của Thái Lan rất là nhiều. Và những cái chiếc quay trước đây mình đã mang đến cho các bạn, mỗi một chiếc quay nó cũng có nét đẹp khác nhau. Chiếc quay này cũng vậy. Và bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu cùng nhau tìm hiểu về tất cả những món đồ chơi trên xe, mình thay mặt cho hai bánh muốn cảm ơn anh Đức đã dành một chút thời gian vào buổi sáng để mà cho mình mượn chiếc xe này giới thiệu rộng rãi cho các bạn. Cho nên các bạn đừng quên một thao tác là hãy nhấn like, subscribe, bên cạnh đó nhấn chuông, để khi có những chiếc xe độ đẹp hoặc là những video mới nhất về tất cả những dòng xe máy tại Việt Nam, mình sẽ gửi trực tiếp cho các bạn. Cái con xe này thì đây là cái mẫu quay 125i được nhập chủ trực tiếp tại Thái Lan về nguyên một con luôn. Và các bạn thấy được là cái đồng hồ này, cái con xe này chỉ mới có 68km thôi. Nghĩa là ngoài cái thời gian mà anh Đức đưa cái chiếc xe này để đi dọn thì hầu như anh đều cất ở nhà cả. Và các bạn sẽ nhìn thấy đây, một cái đặc điểm của xe Thái Lan là chúng ta sẽ không có nút tắt đèn giống như là phu chợ ở Việt Nam. Mở đồng hồ thử coi nó có khác gì không nha. Thì cái bảng đồng hồ hiển thị này nó hiển thị những cái thông số cũng gần giống như là đồng hồ ở Việt Nam nha các bạn. Các bạn có cái, chúng ta vẫn có báo xăng, vẫn có vận tốc, những cái đèn báo hiển thị, báo số, rồi đèn FI. Nhưng mà điểm đặc biệt nhất ở cái dàn ghi đông. Và cái con xe này sở hữu cái tay thắng cực kỳ đắt tiền luôn. Đó chính là tay Rambo Rossi. Đây, Rambo Rossi là một trong những cái mẫu tay thắng mà Taido Valentino Rossi đã sử dụng trên chiếc Yamaha M1 của mình rất là nhiều tại giải đua MotoGP. Và nếu anh em là chúng ta có tham khảo cái giải đua này thì biết là cái tay phanh này, thiết kế của tay phanh, thứ nhất là độ thẩm mỹ cực cao, cái thứ hai nữa là hiệu suất phanh cực kỳ ổn định luôn, bóp là có. Và cái tay phanh này có giá được chia sẻ, hiện tại mình tìm hiểu là vừa rơi vào khoảng tầm 40 triệu cho cái tay thắng này. Nó mắc tiền không chỉ ở thiết kế hiệu phanh mà nó còn, các bạn thấy được rõ ràng là những cái chi tiết được thiết kế ở trên cái tay này nó đạt cái độ thẩm mỹ cực cao luôn. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy được là trên cái tay này, ngoài những cái logo Rambo đây, cái tay bên ngoài được thiết kế chống gãy. Những cái chi tiết ví dụ như là ốc nè, hay là núm tăng chỉnh cái độ xa gần của tay đều được thiết kế từ CNC hết. Và anode màu rất là đẹp ha. Ở đây chúng ta có thể chỉnh được cái độ dài ngắn của cái tay tùy thuộc vào cái kích thước tay mỗi người. Bên cạnh đó thì cái tay này ở phía bên trong, chim lại gần đây mình sẽ cho các bạn coi, nó có một chi tiết ốc dầu. Và cái ốc dầu này, nếu các bạn chúng ta tìm hiểu được, một con ốc dầu này có giá rơi vào khoảng dưới 5 triệu, rất là mắc. Cái tay hơn gần 40 triệu đồng và cái ốc dầu nó phải rơi vào khoảng 5 triệu, dưới 5 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì lần trước mình mang cho các bạn một cái phiên bản bình dầu Daytona nắp màu xanh trên con quay 125 của anh Tường Huy. Thì cái con quay này của anh Đức sở hữu cái nắp dầu Daytona màu đỏ. Thì cái nắp dầu Daytona này, thiết kế của nó thì không có phải bàn cãi về cái độ đẹp và độ thẩm mỹ của nó rồi. Bên trong đó thì chúng ta thấy được là thân bình dầu nó sẽ trong suốt để chúng ta thấy được cái mức dầu này. Khi mà mức dầu này thâm hụt, chúng ta sẽ hiểu được hai điều như sau. Đầu tiên là bố thắng của chúng ta đã mòn.
Cái thứ hai nữa là chúng ta đang gặp cái trường hợp là nó, ví dụ như dây dầu của chúng ta nó gặp tình trạng nó xì dầu, thì chúng ta sẽ biết được là cái lượng dầu này nó sẽ bị hao hụt rất là nhanh, và chúng ta sẽ kịp thời để mà chỉnh sửa cũng như là fit lại ha. Bên cạnh đó, một đặc sản của xe Thái đó chính là việc đây thiết kế cho các bạn sẵn một cái vị trí để chúng ta có thể bắt được cái rổ trước. Và rổ trước thì không có bán kèm theo xe, nhưng mà anh em mình chúng ta có thể đặt trực tiếp từ Thái Lan về. Và các vị trí của việc bắt rổ như thế này, thứ nhất là nó cứng cáp, cái thứ hai nữa là rất là chắc, rất là chắc ha. Ở đây thì mình thấy là đặc sản của Thái Lan thì họ hay gắn gỗ phía trước. Bên cạnh đó thì nhìn về phía lườn giữa, đây là một, cũng là một cái ba ga kiểu Thái nè các bạn. Và cái việc mà họ gia công những cái ba ga chi tiết này thì rất là chắc chắn, so với lại ba ga Việt Nam nó hơi mỏng, nhưng mà ba ga này rất là chắc ha. Và vị trí ốc là chuẩn xác luôn, không có thừa bất kỳ chi tiết nào, và cũng không có cạ vào dàn áo nữa. Một cái điều mà mình thích nữa ngoài cái việc tay thắng đó chính là việc cái trang bị cái cùm ga tăng tốc. Đây là cùm Acti từ Nhật Bản. Đây, cùm ga này là một cùm Acti từ Nhật Bản, và các bạn thấy được là vị trí của nó thiết kế cho các bạn hai dây ga, nhưng mà ở đây thì anh Đức chỉ sử dụng một dây ở phía trên thôi, và phía dưới thì anh trang bị một cái núm đồ chơi có thể dặn ra được vào. Hồi nãy mình cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà bây giờ có thể dặn được, rất là hay. Và bây giờ mình sẽ dặn thử để coi là cái hành trình ga của cái cùm Acti này nó ngắn hay không. Ngắn, khá ngắn. Và bên cạnh đó thì anh sử dụng luôn cái bao tay của Acti. Bao tay này mình bóp cảm giác nó êm, rất là hít tay. Gù bên ngoài thì là gù inox thôi, inox tiện. Và cái phần cốt chính nhất khi chúng ta nói về cái cùm Acti này thì phía bên dưới đây, ngoài cái tay Rambo thì bên dưới này các bạn sẽ thấy được một đặc sản rất là đặc trưng trên những chiếc xe Thái, đó chính là việc thiết kế những cái đầu bấm dầu, đầu ngắt đây. Và nếu các bạn bấm một đoạn nhỏ như thế này, chúng ta cũng đã tốn sơ sơ vài triệu nha các bạn. Và cái việc cái bấm dầu này nó hay ở một chỗ là chúng ta có thể khi mà chúng ta muốn tháo ra để kiểm tra tay hay là dây dầu thì chúng ta có thể xe qua đây nè. Chúng ta sẽ thấy phía sau lưng đây nó có một cái đầu bấm nhanh, chúng ta chỉ cần ấn cái này ngắt ra rồi chúng ta sẽ thay thế dầu hay gì đó, rồi chúng ta sẽ bấm lại thì lúc này dầu nó sẽ xuyên suốt, cho nên nó giá trị ở điểm đó. Và cái việc gắn những cái ngắt dầu này thì thường thấy trên những chiếc mà chúng ta, những giải đua á, những cái chiếc xe đua mà nó cần phải thay bố liên tục hay là thay dầu phanh liên tục thì nó sẽ sử dụng những cái ngắt dầu đó. Ở chính giữa của cái dàn ghi đông này, đa phần thì mình hay mang đến cho các bạn những cái trợ lực tay lái, thường được gắn ở vị trí là cổ sau nè, hoặc là cổ trước. Nhưng mà cái chiếc xe này thì gắn trợ lực trung tâm, và trợ lực trung tâm này thì đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng, đó chính là Olin. Và Olin thì ngoài phuộc trước sau, họ còn sản xuất cái việc trợ lực cho tay lái nữa. Và cái cùm trợ lực này các bạn thấy được cái việc khoét cái trợ lực, thứ nhất là hành trình của cái trợ lực này phải đảm bảo là cổ nó xoay hết. Nó sẽ có một cái ti chạy phía bên trong đây, trái phải nha các bạn. Ở đây mình không có dở ra cho các bạn coi được, nó sẽ chạy trái phải. Và cái thứ hai nữa là đòi hỏi ở người thợ Việt Nam, cái việc khoét nhựa phải vô cùng thẩm mỹ luôn. Các bạn thấy là trên cái việc khoét nhựa này, thứ nhất là nó không cạ vào cái trợ lực, gây chày trợ lực nè. Cái thứ hai nữa là cái khoảng không, những cái đường mà họ thiết khoét đây nè, phải đòi hỏi tay thợ của tay nghề của người thợ rất là cao. Về đặc sản của Thái Lan thì chúng ta sẽ không có bỏ qua chi tiết ở cái dàn áo, là thứ nhất họ sử dụng dàn áo màu rất là sặc sỡ. Và cái dàn áo này, cái màu này thì không có ở bất kỳ phiên bản nào của Wave 125 hay là Future tại Việt Nam. Và anh Đức đã mua một cái dàn áo mới, sau đó sơn lại. Cái điểm hay chính là chúng ta tìm được cái phôi của cái màu sơn để mà có thể pha được màu sơn đẹp như thế này. Cái màu này á, khi mà các bạn sử dụng ngoài ánh nắng ngoài trời như mình đang đứng đây á, thì nó sẽ ra một cái màu rất là đẹp, rất là tươi. Nhưng mà ban ngày, buổi tối các bạn đi á, thì nó cũng giúp cho cái xe bạn nổi bật hơn rất là nhiều ha. Về chi tiết yên á, thì đây là một cái yên mà những cái chi tiết phía bên ngoài như là da hay là nệm yên đều đến từ nước Thái Lan hết. Da nệm yên của Na Thông. Và cái thiết kế yên các bạn thấy được bề mặt yên đây. Ở đây thì anh Đức chia sẻ với mình là đã xử lý lại một cái bề mặt chút xíu để chú có thể ngồi nó thoải mái hơn. Chứ mà giống như là yên của Na Thông mà nguyên một bản á, thì các bạn sẽ ngồi giống như là rắc rồi chúng ta ngồi sẽ bị lõm xuống. Thì phía dưới của cái chiếc Future này, để coi nó có thay đổi gì so với xe Việt Nam hay không.
Đây, các bạn thấy được là cái da yên bên ngoài và những cái chi tiết phía bên trong, tất cả đều có tem Thái hết nè. Và họ còn khuyến khích chúng ta sử dụng luôn cái dầu nhớt ở đất nước của họ nữa. Và chi tiết nổi bật nhất đó chính là bộ tem. Đây, cái việc pha màu cái dàn áo nó ra được cái màu sắc tươi như thế này đã là một chuyện khó rồi, nhưng mà việc chúng ta làm được một cái bộ tem nó có thể trùng với màu vàng áo gần như là 80 thì nó cũng phải đòi hỏi người thợ, thứ nhất là họ có gu thẩm mỹ để mà thiết kế bộ tem, cái thứ hai nữa là những cái chi tiết máy mà họ in phải là những cái máy rất là xịn ha, để chúng ta có thể in ra được cái màu này. Và đây là một bộ tem ghép quay 125mm được móc lại, tại vì cái dòng xe này tại Thái Lan hay tại Việt Nam thì tem nó rất là đơn giản, nó chỉ có 1-2 miếng thôi, và phía sau thì đa phần là nó sẽ để một cái chữ nổi quay hay là phu chờ thôi. Đó là tất cả chi tiết ở dàn ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dàn chân rất là chất lượng này. Thật sự khi mà nói về cái dàn chân của con quay 125mm này của Đức thì mình thấy là nó ngốn rất là nhiều tiền. Mà cái đặc sản tại Thái Lan thì họ ít bây giờ sử dụng mâm lắm, họ sử dụng cam đồng niền là chính. Và cái niền ở đây các bạn sẽ thấy được, cái niền là niền Excel của Nhật. Các bạn thấy được rõ ha, niền đây là niền Excel rim của Nhật. Và cái cặp niền thì nó giá trị so với niền Excel của Indo thì rơi vào khoảng gấp 5 lần. Và vỏ, vỏ này thì vỏ cũng Thái Lan đây các bạn. Nghĩa là dọn chất Thái thì chúng ta sẽ dọn từ vỏ, phanh vòi, căm đùm niền. Và sự hiện diện nặng nhất có lẽ là con heo Rambo Motoba đây. Và mình ngày càng thì thấy là anh em chơi xe ở Việt Nam họ rất là đầu tư cho cái dàn chân và cái việc phanh thắng. Heo Rambo Motoba thì mình không nói quá nhiều về cái heo này nữa, bởi vì mình đã mang đến cái phiên bản này rất nhiều cho các bạn rồi. Và heo này thì sử dụng tại giải đua cho nên nó là một trong những dòng heo cho cái hiệu hăng phanh rất là tốt. Và kết hợp cùng cái tay Rambo Rossi thì mình nghĩ là cái con heo, cái xe này nếu mà chúng ta muốn phanh gấp thì nó đáp ứng rất là tốt luôn. Và việc cái thiết kế dây dầu, bấm những cái ngắt dầu không chỉ ở phần ở trên đây mà chúng ta còn có những cái ngắt dầu nhanh ở phía dưới nữa. Và cái ngắt dầu này nó thiết kế để chúng ta có thể thay thế heo, canh lại heo dầu, hoặc là chúng ta chỉnh sửa gì đó trong cái dàn phanh thắng này rất là tiện lợi. Và giá cả thì cũng như ở trên, nếu chúng ta muốn ngắt một cái đoạn này thì cũng phải tốn vài triệu đồng. Con heo thì ngốn của chúng ta khoảng 35 triệu. Thêm một cái ốc gió trên heo nữa cũng phải vài triệu nữa. Bên cạnh đó thì một cái bát nhôm được vẽ 3D, tiện làm sao để có thể ăn được hết bố với lại thắng đĩa. Cái đĩa trước này là đĩa Rambo luôn nha các bạn. Đây là đĩa Rambo Motoba. Và cái thiết kế của cái đĩa này, thứ nhất là cái lồng màu vàng rất đặc trưng. Cái thứ hai nữa là những cái khâu ức để nối giữa cái lồng và cái đĩa thì nó sẽ có cái logo màu đỏ của Rambo đây. Việc khó của cái việc chúng ta là bắt cái đĩa này vào trong cái cam đùm niền này đủ khoảng không để mà con heo Motoba đây đủ cái sự rộng rãi để mà con heo này nó có thể không có bị cạ vào mặt sâu của heo, thì chúng ta cần phải có chêm một cái thất lồng nhẹ ở phía bên trong đây. Và đĩa này thì giá thị trường rơi vào khoảng gần 10 triệu. Đó, các bạn thấy được là cái dàn chân trước mình vừa chia sẻ cho các bạn là những cái ngắt dầu, heo, đĩa thì đã ngốn, căm đùm niền đã ngốn chúng ta vào khoảng 60 triệu đồng cho dàn chân trước. Vậy thì dàn chân sau nó có những gì? Dàn chân sau thì mình muốn nói qua một cái chi tiết trước. Trước khi chúng ta bước vào cái cặp phuộc Magic đến từ Italia này thì các bạn sẽ thấy được là cái chi tiết chỗ để chân sau này chính là cái chỗ để chân của một cái dòng xe Ducati. Và cái giá của cái để chân này rơi vào khoảng bí mật. Cái đầu để chân không, các bạn hiểu được là cái sự đầu tư của Đức cho cái chiếc xe này nó như thế nào ha. Và bên cạnh đó thì mình muốn giới thiệu về cái cặp phuộc sau đã xuất hiện trên một con quay nữa. Thì cái cặp phuộc Magic này là một trong những cái dòng phuộc đến từ Italia và người châu Âu, người Ý, họ đã thiết kế ra cái cặp phuộc rất là chất lượng. Ngoài cái ti vàng đặc trưng của Magic thì cái việc lò xo và những cái rebound ở trên chân phuộc gắn vào trong con quay này đúng chân, cho nên chúng ta không cần phải chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào ở chân phuộc hết.
Nhìn qua đây đi các bạn sẽ thấy được ha. Việc gắn cái kẹt te nè, chúng ta không bị cạ vào kẹt te, đã chứng tỏ được là cái con cái cặp phuộc này được sản xuất riêng cho dòng quay 125. Và chúng ta sẽ xuống xe để nhúng thử coi cặp phuộc này nó nhúng có êm ái hay không. Đây, mình bắt đầu nhúng nha. Đó, anh em thấy được rõ là cái việc chúng ta có thể không chỉ ở giá trị cặp phuộc mà cái hiệu năng nó mang lại là không phải bàn cãi rồi. Và cái cặp phuộc này thì có lẽ là rơi vào giá khoảng 30 triệu đồng nữa. Vậy thì cái dàn chân trước và cái cặp phuộc sau đã tốn gần 100 triệu các bạn ha. Và điểm nổi trội nhất đó chính là cái việc ống xả đây. Thái Lan họ họ rất là thích cái sự nổi trội ở cái chiếc xe mà họ hay sử dụng. Và cái ống xả này là ống xả của Titanium Salaya, một trong những cái hãng làm ốc Titan. Ở đây thì có một chi tiết nữa nè, các bạn sẽ thấy được là ở phần lốc máy họ phía bên đây thì có một cái nắp nhớt cũng chính hãng Salaya đây, và phía bên kia những cái ốc mâm lăng mâm lửa cũng là Salaya. Mình sẽ chiếu hình ảnh cho các bạn coi. Thì bây giờ cái bô Salaya này, Titan Salaya này, thứ nhất là cái thân bô nè, họ làm từ Titan nguyên một khối luôn. Sau đó họ sẽ tiện một cái chụp đít bô, và cuối cùng là họ sẽ uốn cong cái cây bô này lại, uốn cong cái tấm Titan này lại và hàn những cái mối hàn để nó biến nó thành cái ống xả. Nhưng mà cái điểm nổi trội nhất là khi chúng ta mua cái cây bô này thì chúng ta sẽ được bán kèm theo một cái cổ Titan của Salaya luôn. Nhưng mà anh Đức chia sẻ thì anh thích cái việc thiết kế là cái cổ làm sao để nó gắn cái form như zin, thì nên anh đã cái gia công thêm một cái cổ Titan có cái bầu hơi đây. Chúng ta sẽ thấy được đây, zoom vào trong, các bạn chịu khó chút xíu ha, mình sẽ chiếu hình ảnh slide cho các bạn coi. Đó là từ cái cổ máy nè, chúng ta sẽ uốn bo theo đó qua một cái bầu hơi, và cuối cùng là những cái đoạn đường thẳng để mà chúng ta có thể bắt vào trong cái phần nối giữa cổ và lon bô. Tất nhiên là chúng ta sẽ không bỏ qua cái âm thanh của bô Titan Salaya, để coi là cái âm thanh này trên con quay 125 nó nghe như thế nào. Các bạn nghe được không, chứ mình là thật sự là cảm giác là nó êm đến nỗi mà nó so với bô zin nó cũng 90 bô zin luôn á, hầu như là nó êm ru à. Và bây giờ chúng ta sẽ nạt thử coi sao. Tiếng nổ chắc quá chứ, không có bị rè rè như một số bô mà mình đã từng trải nghiệm thử. Ok, đó là tất cả chi tiết. Và cái bô này thì giá chắc chắn là phải ngốn hơn 10 triệu chưa tính cổ rồi. Đó, thì chia sẻ những cái chiếc xe của anh em, nhất là những người mà chúng ta đam mê cái dòng xe Thái, thì thật sự mà số tiền để bỏ vào chúng ta khó nói được cái số con số chính xác lắm các bạn. Ngoài ra thì có vài chi tiết ở trên xe, ví dụ như là cái giò đạp hoặc là càng thắng phía trước sau thì đều được trang bị vài một cái thương hiệu nổi tiếng như là Takegawa của Nhật Bản nè, rồi những cái núm chỉnh Titan. Đó, các bạn thấy được ha, chi tiết rất là chăm chút, từ chi tiết nhỏ, ốc ác. Xe thì 68 km, cho nên là thật sự là không thấy nó bụi luôn á. Và với tất cả những cái chia sẻ của mình cũng như là anh Đức đã chia sẻ cho mình về đồ chơi trên xe thì mình đã mang đến cho các bạn rồi. Và về giá cả thì tất cả những cái giá mình nói cho các bạn có gì. Vậy là tất cả những chi tiết ở trên con quay 125 này của anh Đức đã được mình chia sẻ cho các bạn rồi. Và giá ở trên những món đồ chơi này đều là những giá mang tính chất tham khảo thôi. Và nếu các bạn chúng ta có ý kiến cũng như là đóng góp cho anh Đức để hoàn thiện con xe này hơn thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Đừng quên, vẫn là thao tác như cũ, một cái động lực để tụi mình mang đến cho các bạn nhiều chiếc xe độ đẹp tại Việt Nam hơn nữa, đó chính là các bạn hãy nhấn nút like, subscribe giùm mình. Bên cạnh đó nhấn chuông để khi có video mới nhất mình sẽ gửi thông báo trực tiếp cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, mình không quên, xin cảm ơn anh Đức một lần nữa đã cho mình có cơ hội mang con quay này đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.